Kỳ nhông đúng rồi, kỳ nhông, kỳ nhông. Nhìn giống có thành thùng. Kỳ nhông nha, kỳ nhông nha. À, nó xin các... Ui, đây rồi. Một này. Hai này. Nhìn có cái mà búa giật cả mình. Hello anh em nha, chào Hồng Quân Tạ. Tạ Hồng Quân đúng không? Mình nghĩ là tên Quân là hợp lý nhất. Rồi anh em ơi, hôm nay tham tu câu cá hiếm. Hôm nay thì sẽ có một cái là khao khát sẽ được sở hữu trên tay con cá heo hồng. Được nhất thì vẫn là con cá heo hồng Vương Vương Niệm. Anh em nào nếu mà cảm giác không tự tin trong việc mà câu cá to thì làm cốc bia. Ui, có luôn này. Nào đừng chăn nữa, đừng chăn nữa đây em ơi. Mong tí câu cá heo hồng nào, bị đứt dây. Nào, em thấy gì chưa? Khởi động rồi, cá thương liền kỷ lục 386 ai nhỉ? Đợi mình chút nha. Ơ, cảm ơn Thành nhá. Cá heo hồng mong tí đứt dây á. Thực ra mà nói, mình chưa nhìn thấy bóng heo hồng bao giờ nên là... Ồ, bóng to nhỉ? Bóng 5. Ôi, mình chưa câu được con đấy nhé mày. Hello anh Linh, hôm nay có kèo nha, 150cm 30k. Ôi Nguyên ơi, Nguyên mà ra sớm một tí thì... Anh chơi vui á, đông mà, đông... Ui đấy. Một này. Hai này. Ôi, no. Nó cắn nhanh quá, mình không kịp. Ui, bóng to thế. Lấy đây. 3 phát. 4 phát này. Sao lắc vậy anh á? Đông người quá em ạ. Server thì tại đó rất là đông. Nhìn này, không kịp cả heo hồng, giờ 14 rồi. Câu từ 15 đi là hợp lý này. Kèo cá trên 100cm 20k. Ok Xuân Đôi, nhận kèo Xuân Đôi. Nhưng mà vấn đề là anh méo vào được game em ơi. Nhìn mặt quạo thiệt sự mặt cười, bảo trì luôn rồi. Ok cảm ơn Thành nhé, bảo trì thật mà. Má, mình là hụt bất hai con cá to, bây giờ lại tức. Thà rằng ấy, cái không gặp thì thôi. Gặp được thì câu trượt xong rồi là chuẩn bị gỡ thì bảo trì mẹ luôn. Tức. .. Cảm ơn Xuân Đôi à. Từng là con nít muốn được nhanh lớn, trong mắt người lớn tuổi thì mình là ranh con. Đến cái tuổi mà muốn đáng yêu quá. Chờ anh đón là lúc em thấy con đường về nhà em chẳng muốn nhanh hơn. Em muốn rất muốn được cùng à. Trai đơn nhau đi vòng quanh, em sẽ nấu bữa cơm chiều. À, không những được chơi game chúng ta còn được ăn cả cơm chó này kìa bạn. Em đang chơi Play Together đấy, biết đâu có người yêu. Này, làm sao có cái điệu nhảy đấy em? Cái điệu nhảy này mình sao mình không có ta? Nghe cuốn vậy Linh. Hay là còn đợi xíu á, anh có rồi, anh có cái bảng đấy rồi. Sao? Quả nhà 21.000 nào, bây giờ mình cũng có. Đồ má xê, bà nội, cái tệ gì? Tu tu mà còn mà tu tu mà vô nè sùi sùi. Cái này nó phải được gấp 4 đến 5 lần người lên mà. Tu mà cơm sùi da mát tê còn đắt. Mà đi nhỏ quá. Hôm nay thì mình sẽ đi câu cá ở thác nước. Thì không biết là có bạn nào câu cá giống mình không? Mình rất là hay ngồi chỗ này nè. Và mình cảm thấy thác nước mình câu cá rất là nhiều tiền luôn ấy. Và mình thì chỉ dùng cần cổ thôi, bởi vì mấy cái cần kia rất là mắc, sửa rất là đắt. Bi to. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ui là trời, hôm nay có một con cá bự nè mọi người. Cái bóng bự chà bá luôn. Đây là con cá đầu tiên của mình luôn ý. Thật sự là mỗi khi mình nhìn thấy bóng bự thì mình rất là ngung luôn ấy mọi người. Mỗi cái tiếng đớp của nó là tim mình đập thình thịch luôn. Mẹ chị gái bi to ạ. Mẹ cú cô gái à? Ôi. Đứt này. Ôi lên được kìa. Ôi. Đây.
Cá chép vàng vương miện đấy nhá. Đây này, hai con cá chép này là một trời một vực em ạ. Tức là cái con này thì chú hề mẹ rồi, cái ai cũng ghét. Vãi lì, cái bóng rõ là to nhưng mà bán được có 19 đồng. Nhưng mà con này thì khác nhá. Có 38cm mà 1.000 đấy, nó phải ngang với con cá mập. Cá mập vũng miện luôn ấy. Ghê thật. Cái này là cái điều mà anh em mong chờ nhất trong mỗi đợt bảo trì. Mẹ mình phải cay vãi lì, mẹ ông chỉ được 500 kim cương trong khi mình được có 20 kim cương. Rối vãi lì. Trời ơi, nó hồi hộp gì đâu á. Hồi hộp mà tim là bịt. Giống như là chịu không nổi luôn, quá sợ luôn á. Dạ. Sợ hồi hộp, sợ bị xỉu á, nó hồi hộp quá nó bị. Cái giọng đáng yêu vãi lì. Nghe mình thích nghe cái giọng này, mình miền trong ấy, người miền trong ấy, cái giọng hay vãi lì. Hộp gì đâu á. Hồi hộp mà tim là bịt. Giống như là chịu không nổi luôn, quá sợ luôn á. Đây là mà ở đâu ta? Sợ, người đâu ta? Sợ. À đây nha. Anh em biết vì sao mà cái auto bị ghét không? Tức là cái thời gian mà anh em kiểu như là bận làm hay là học học hành các thứ ấy, thì không câu được để kiếm tiền thì dùng đã đành đúng không? Nhưng mà đây ấy, nhiều người ta sử dụng cái auto này này, cầy tiền xong rồi mua xe, mua cộ để bán cho người ta, thế là kiểu trục lợi ấy, kiểu thế. Đây. Một cái máy nó phải đến cả mấy chục nick. Đấy, những cái hình ảnh như thế này thì anh em mới thấy là người ban kiểu bên quản trị viên ấy, người ta ban là đúng, thấy không? Kiểu làm khắt khe hẳn đi chứ không cứ như thế này là game nó nhanh nát lắm. Cá heo hồng bóng to nhờ. Cá heo hồng, trời là trời, xong mình run với trời. Ủa con nữa kìa, bên kia cũng bị đứt. Ui, hai con một lúc nhà bị đứt cả hai. Cái này ấy, mình giống mình vay lên kiểu như mình bấm cách ấy. Mỗi khi mình run là mình sẽ bấm cái phím cách đến nát con mẹ luôn. Một câu cá đợt một lúc thì ui mẹ, nỗi đau không của riêng ai, nỗi đau không của riêng ai. Kỳ nhông luôn, kỳ nhông nhìn giống có thành thùng. Kỳ nhông nha còn lăng quăng luôn. À nó xin cái... Ui đây rồi. Một này. Hai này. Lên. Ơ kìa. Ôi xôi. Không thể tin được. Linh run đã run cái gì anh em? Mình lo được anh em ơi. 444cm luôn. Livestream nghe lại thật là bùng nổ anh em ạ. Với một con cá sấu 444cm. Đây.